Câu hỏi thực hành của đội thi của chúng ta đó là xử trí nạn nhân trên 8 tuổi đến người lớn bị bất tỉnh, ngừng thở. Xin mời các em chuẩn bị. Chúng em xin bắt đầu phần thi của mình ạ. Đầu tiên thì trước khi thì chúng ta phải quan sát hiện trường. Nếu hiện trường an toàn thì chúng ta sẽ, tiếp theo là chúng ta sẽ đến tiếp cận nạn nhân. Khi chúng ta tiếp cận nạn nhân rồi, chúng ta sẽ gọi nạn nhân để xem là nạn nhân có bị bất tỉnh không. Chúng ta sẽ vỗ vào vai. Nếu nạn nhân không còn tỉnh nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra đường thở, sự thở của nạn nhân bằng cách áp má vào mũi và miệng của nạn nhân, mắt nhìn lồng ngực xem nạn nhân còn thở hay là đã ngừng thở. Nếu nạn nhân còn thở thì chúng ta sẽ đưa nạn nhân về tư thế an toàn. Nếu nạn nhân không còn thở, chúng ta sẽ thực hiện há hơi thổi ngạt và ép tim. Và trước tiên thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem có dị vật ở trong họng của nạn nhân hay không bằng cách nghiêng đầu nạn nhân lại và móc đờm dãi. Chúng ta chú ý là phải móc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới ạ. Và chúng ta gọi người cấp cứu, gọi ngay cho những người cấp cứu nạn nhân. Và tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện há hơi thổi ngạt và ép tim bằng cách nâng đầu nạn nhân, bóp mũi, tay phải để trên trán như này, nâng cằm chỉ thiên và thổi mạnh vào miệng nạn nhân, làm sao cho mà miệng của mình và miệng nạn nhân thật kín nhất để không khí để có thể vào trong phổi của nạn nhân thay thế hô hấp tự nhiên. Chúng ta thực hiện 2 lần há hơi thổi ngạt và tiếp theo là đến ép tim. Chúng ta xác định từ xương ức trên và xương ức dưới, xác định 1/2 dưới xương ức và chúng ta một tay đan vào nhau như này và ép tim. Thực hiện 30 lần. 1 là, 2 là, 3 là, 4 là, 5 là, 6 là, 7 là, 8 là, 9 là, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, sáu là, bảy là, tám là, chín là, mười là, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Và thực hiện chu kỳ này 5 lần. Nếu khi nạn nhân còn đã thở rồi thì chúng ta sẽ đưa nạn nhân về tư thế an toàn. Chúng em xin kết thúc phần thi của chúng em tại đây. Rồi, chúc mừng các em đã hoàn thành xong phần thi thực hành của mình.